Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Izumi Fallacy. Mình sẽ nhận được 160 tóc cần easy nè các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click cho mình link mô tả dưới video mà làm tắt chatbot nè các bạn. Rồi các bạn chờ nó chút xíu các bạn, bot hơi chậm mà. Rồi các bạn đưa cấp tra rồi bạn gửi cho bot nè các bạn. Sau khi bạn gửi cấp tra xong, bạn đưa cái bot xong thì bạn bấm continue. Cái bot này vẫn hồi chăm rì rồi các bạn. Rồi các bạn cố gắng đợi nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Dự án này cũng khá là ngon đó. Rồi bạn bắt đắp lên các bạn. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter và retweet nè. Xin tờ Twitter đó các bạn theo dõi nè. Tổng buôn này drop này có 40.000 tôi cần cho drop ECB like nè. EC test lại nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Follow minimum nè. Hy vọng follow được coi. Khỏi phát IP. Được rồi. Trên minimum thì các bạn nhấp vào follow nha các bạn. Các bạn chờ xíu nha. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow get it nè. Rồi trên get it thì các bạn chọn sao nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Bấm vào submit detail. Rồi các bạn chờ các bạn. Rồi nó hỏi có chọn kênh group nó không có bấm đón nha các bạn. Bot này phản hồi hơi chậm. Rồi sau đó thì cứ submit đường link vào profile tại Twitter mình thì bạn mở tại Twitter mình ra nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào Amata, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp ba anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết trở lại cho bot nè các bạn. Trong lúc mình làm video mà nó nhanh quá có gì sai sót thì các bạn bỏ qua nha các bạn. Mình nói lộn hoài các bạn. Rồi sau đó các bạn submit đường link profile minimum thì các bạn nhấp vào minimum nè các bạn. Trên minimum thì bạn nhấp vào ba gạch đen nè các bạn. Rồi bạn nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Rồi nhấp vào avatar mình cái nữa nè. Rồi nhấp vào ba gạch cùng nè. Rồi các bạn sao chép đường link minimum mình nè. Rồi gọi lại cho bot nè. Tiếp tục liên kết đít quá. Rồi thì tiếp tục thì gỡ liên kết đít mình chuẩn bị trước luôn đi các bạn. Trên kết đít thì bạn nhấp ba cạnh cùng nè, nhấp vào Anamata của mình nè. Rồi nhấp vào ba cạnh cùng nè. Các bạn sao chép cái đường link kết đít mình nha các bạn. Rồi gọi lại cho bot nè. Rõ ràng luôn. Rồi tiếp tục thì các bạn gọi địa chỉ với ETH quá. Rồi tiếp tục bạn gọi địa chỉ với ERC20 trên giấy trúc Wallet nè các bạn. Nó cũng cùng chung địa chỉ với bên Bisa Matchet của mình thôi các bạn. Rồi các bạn gọi cho bot nè. Rồi sau đó các bạn bấm vào một complete complete nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm vào một get link lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm tôi cần nha các bạn. Rồi nè. Thì video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.